Xin chào tất cả các bạn đã đến với cả GVA Acapella. GVA Acapella. GVA Acapella. Vỗ tay. Và để đến với trận đầu tiên, chúng ta xin giới thiệu bên tay phải của tôi, rapper Đăng Trung, aka Kai Set. Bên tay trái của tôi là người hay cay, là một rapper newbie, Long Bình. Mời hai người đứng trước sàn đấu. Nhưng không có GT. Rồi. Nhờ và Kai, anh đã thi đấu một trận và có trận thắng đầu tiên. Anh chọn số chẵn hay số lẻ? Và đây là kèo anh chọn số chẵn này. 15:35, Long Bình em chọn ai trước? Kai xét đi trước. Vào một, bắt đầu. Trước khi vào trận này, bịt mẹ mày. Tao nhầm, câu đấy là tao dành cho thằng Rao. Bởi vì hôm nay tao biết nó bận học. Đấu thủ của tao hôm nay là ai? Một thằng bận học. Từ ngày đầu tiên tao đến đây, GVA cho tao mấy con beat khiến tao thăng thẳng. Khi gặp được mày, tao nghe thấy tiếng chó ăn ẳng. Và sau đó tao biết GVA trở thành đấu trường căng thẳng. Mày gấp cái gì? Ở đây mày nhìn kỹ này, đối thủ của mày là tao. Bây giờ mày ước ao mày muốn chạm tới ngàn sao, nhưng tất cả những cái việc mày làm có thể làm được ấy, trong biết 6 mày chỉ là thằng nằm xuống dưới và chụp ảnh mông của anh em tao. Shit mày. Đối với những thằng không não, ngày xưa tao chơi rất công bằng. Bọn nó gọi tao là bao công. Tao muốn dọn dẹp những thằng không não. Tao chẳng cần những công lao. Và hôm nay vì số lượng chúng nó càng ngày càng đông đảo, tao có thể cầm một cái chổi quét đi. Đó là như một cơn dông bão. Bán đi. Nói cho mọi người biết này, thằng này nó còn một tên khác, đó là Watch MC. Thằng nào có sách không cho tôi xem phát, để xem Watch MC là cái gì. Bây giờ làm sao mày cứ gắt với anh em, mày cứ bắt lỗi của anh em thì làm sao mày có thể bằng được bọn tao? Không thể nào đâu. Nhắc cho cái thằng mặt thớt mày biết này, tặng mày quả ớt. Nó không có một nghĩa gì cả ngoài nghĩa là cay. Mày chỉ là một tướng cay. Hôm nay tao được đấu với Long Bình. Ừ đúng là tao là một tướng tài tình, và tao sẽ dùng tất cả những chiêu số của mình để phòng binh. Còn mày cứ gắt và gắt, che đậy của mình bằng cái bức bình phong với sự yếu đuối của mày. Ăn đi con. Ôi ăn rồi. Mày lấy thằng Phong làm đạo cụ, tao cũng không thể nào mà sợ, bởi vì nếu mà mày có giúp nó thì tao cũng không thể nào mà lấy được, bởi vì tao là bố nó. Mày làm sao? Con về với bố nào? Mày ơi, mày nhá. Con cường cụ con nếu nhá. Con nếu mà hôm nay mày bảo là tao đéo có Vân, ok tao nói cho mày nghe, thằng đần này đánh hạng hay như đánh oanh hay như chơi rap, tao chơi đơn. Thằng Long Bình, round 1, bắt đầu. Mày nghĩ tao cay? Mày nói tao cay, mày nói tao chích cửa, mày nghĩ mày có thể ăn sao? Tao như mì cay cấp độ 7, mày đéo thể nào mà ăn tao. Sánh đầu tiên trong đời của anh Long Bình. Màu thiên thường. Tao nói điều này mày sẽ thấy phải hại, mày sẽ thấy phải hãi hồn. Punchline của tao nhiều như mặt trên mụn, nhiều vai lồn. Hôm nay tao đến đây để đưa ra những lý lẽ chính đáng và chứng minh rằng mày sai. Ở đây anh em tao toàn nghiện nên đéo chứa chấp thằng Kai. Mày nói tao chụp ảnh, đúng rồi. Tao nói điều này mày sẽ thấy còn nhẹ này. Tao làm chụp ảnh đấy là chụp indoor với mẹ mày. Nói thật, mẹ nào cũng khá dâm. Mỗi lần nhớ tao chụp đều nhớ tao chụp một nửa người, vì bà ấy là phò nên muốn bán thân. Những ai muốn chơi mẹ nó, tao nói thật điều đó chẳng có khó chi. Bát của mẹ nó là gì, ở trên mũ có ghi. Mày
Mà bây giờ thì sao đây, đến đây mày bị bao vây. Mày đứng trước mặt tao, tự hỏi sao ngọn núi này nó cao vậy. Trước mặt tao là một thằng thất bại và đó là điều mà tao thấy. Hôm nay đến đây mày đứng trước mặt tao, mày muốn nuốt cặt sao? Đây là battle rap, đéo phải đánh nhau. Thế tao đéo muốn làm cho sước mặt nhau. Nhưng nếu mày muốn cứ lên đây, tao sẽ cho mày ăn một cước thật đau. Đứng ở giữa. Ở đây ai cũng biết tao đỉnh vãi lồn, còn mày thì đéo có hay. Đến đây mày bị tao sút như bác sĩ gặp bệnh nan y, mày sẽ bó tay. Đó. Ở đây ai cũng biết mày ngu vãi lồn. Điều đấy đéo cần phải đồn lại. Vân của mày cái bê đồ như tóc của bố cô đô, nó đéo tồn tại. Nhân tiện nói đến tóc, tóc mày dài lê thê như thằng BD. Đấy thì tóc không cần. Tóc dài nhưng mà là tóc dài phong trần. Nhưng mà để ý kỹ lại đi, nhìn tóc tao và mày đều dài và đen đấy. Nhìn thấy tóc tao và mày, bố thằng Kudo sẽ ghen đấy. Hôm nay tao đến đây đưa ra những lý lẽ sắc đáng, còn mày chỉ nói lung tung. Sau ngày hôm nay, Pet GVA sẽ đăng trận đấu này, nhưng mà sẽ đéo có đăng chung. Nice boy. Việc mày nói tao cay với chích gờ cũng không làm tao bực. Tao như thằng nói dối, hôm nay tao biến hổ giảng võ này đéo còn trung thực. Hôm nay ở đây tao là một Blue Bear đòi MC, còn mày thì không tính. Trình độ của mày như Maxwell, nó đang ở dưới trung bình. Mày sủa ngu, mày sẽ đéo thể nhanh chóng sửa. Cửa thắng của mày khi đấu với tao hôm nay như là punch miếu, nó đã đóng cửa. Hôm nay tao là một real BR MC, còn mày chỉ là thằng ba ngơ. Sau trận đấu này mọi người sẽ phải hô vang tên tao, cùng với đó là Don DeMarco.